Đây nhá, ngày hôm nay em có một con xe mà trong thời gian vừa qua em bán rất là nhiều, bán rất là chạy đây. Bởi vì chiếc xe nhìn như là những chiếc xe đời cao luôn, nhìn như là những chiếc xe nhiều tiền luôn. Thế nhưng mà số tiền các bác để mình mua đấy ạ thì cực kỳ là thấp các bác nhá, cực kỳ ít ỏi luôn, chỉ như một chiếc xe Kia Morning. Đây các bác nhìn xem, ngay phần bên trong nội thất em quay luôn cho bác xem là hai cái cửa sổ chơi đúng không ạ? Và ghế của chiếc xe nhá, vẫn còn cực kỳ là mới luôn, và ghế da xịn nguyên bản cao cấp theo xe các bác nhá. Từ cái phần tắp lên cánh cửa này, từ phần tắp lên cánh cửa này cho đến phần tắp lên cánh cửa trên đây, và đến cái phần tắp lô bên trong các bác nhìn xem, nhìn như là những cái mẫu xe đắt giá nhiều tiền, như là những cái mẫu chiếc xe mà đời cao đúng không ạ? Trang bị cực kỳ là nhiều tính năng option các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này, có đề khóa thông minh start stop, có điều hòa là auto tự động các bác nhá. Đây bật đây này và tắt ở nút này các bác nhá. Đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, vô lăng rất đẹp và có tích hợp kín điều khiển điều chỉnh âm thanh, và có túi khí an toàn được nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Và chiếc xe này với thiết kế là cần số tự động. Đấy. Và đây là chìa khóa thông minh của cái chiếc xe các bác nhá, logo Hyundai các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Xe được nhập khẩu nguyên chiếc luôn, nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc các bác nhá. Và bên trong đây thì các bác thấy là có một số những cổng nghe nhạc với này cổng điện ra đúng không ạ? Và đây là cái cốp đồ các bác nhá. Đây cốp đồ, đây cốp đồ rất là to luôn này, và có gương chống chói ở trên đây các bác nhá. Đấy, cửa sổ trời thì mình có thể điều khiển ở khu vực này, và đèn đây đấy, tắt bật ở nút này các bác nhá. Đăng kiểm của xe tháng 4 năm 2023, các bác nhìn xem. Hiện tại thì em đang quay cho các bác mình xem nội thất bên trong trước sơ sơ qua, thì em sẽ quay thật gần và chi tiết từng cái vị trí nhỏ một cho toàn thể các bác xem các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh xe cho các bác mình biết về form, dáng cũng như là biết thông tin về chiếc xe này. Chiếc xe được mang tên là Hyundai Tucson và được sản xuất năm 2010, đăng ký là đầu năm 2012. Số tự động động cơ của chiếc xe này là máy 2.0 thôi các bác nhá. Mẫu xe 5 chỗ gầm cao và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam. Em tiếp tục quay cho bác mình xem về một số những cái option, một số tính năng của chiếc xe. Trong đó có sinh nhan nằm ở trên gương, và gương này có chức năng cụp tự động các bác nhá. Và đây có nút bấm từ một chạm được nằm ở tay nắm cửa, và tay nắm cửa của xe, đẹp kính của xe nó cũng đã được ốp nốc rồi. Một xe với nước sơn là màu vàng nâu, nhìn rất là sang đúng không ạ? La răng đúc nguyên bản theo xe, có phanh đĩa và có phanh ABS các bác nhá. Đấy, cặp đèn pha của chiếc xe còn rất là trong, đấy, còn khá là mới. Và anh trước cũng đã được độ thêm một cái đèn LED ở trên đây rồi, đổi màu 7 màu luôn. Đổi 7 màu các bác nhá. Từ cái đèn gầm của xe còn rất là sáng kìa, và lốp của xe vẫn còn khá là dày các bác nhá. Phần đầu của chiếc xe đây, các bác nhìn xem, em thấy rằng là nhiều những chiếc xe đời cao chưa chắc form dáng từ bên ngoài đến vào bên trong đã thiết kế đẹp bằng những chiếc xe như này, bằng chiếc xe Hyundai Tucson này các bác nhá. Các bác nhìn xem này, đấy, nhìn rất là chất luôn, nhìn rất là trẻ trung đúng không ạ? Nhìn như là chiếc xe đời cao bây giờ. Và đó là em rất kết cái form của chiếc xe này luôn. Mà những chiếc xe tầm khoảng 2010 đấy thì em ít thấy những con xe nào mới với cái phần form dáng nó đẹp như cái dòng xe Hyundai Tucson này các bác nhá. Các bác đây, các bác nhìn xem cho em này, có đèn pha các bác nhìn xem còn rất là trong này đấy, và có mí nét này các bác này, chỗ này có thiết kế ốp lốp các bác nhá. Đấy, đèn gầm đây, lốp đa răng của chúng ta đây, đa răng 5 châu kép các bác ạ, phanh đĩa và có phanh ABS đầy đủ xung quanh, bốn bánh các bác nhá. Bên đây cũng vậy, có sinh nhan này, rồi cũng sẽ có một nút bấm từ một chạm nằm bên ngoài. Và đây là một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc, cho nên là tôn vỏ của nó còn cực kỳ là cứng dày các bác nhá. Dòng này thiết kế ra tôn vỏ rất là cứng và dày chắc luôn, cho nên là chạy khi các bác vận hành trên chiếc xe này ạ, nó sẽ có cái cảm giác là lái rất là đầm đấy, và độ kích âm của nó rất là tốt các bác nhá. Và bên đây ạ thì các bác thấy là có trang bị là ghế điện, đây đây là những công tắc bấm chỉnh ghế điện các bác nhá, và đây là những công tắc bấm kính lên xuống, và đây là chỉnh gương, cục gương, chốt cửa. Chiếc xe này với thiết kế là hai cầu điện. Đây, đây là nút mình nút vi sai gài cầu các bác nhá. Và đây là tăng giảm độ đèn của chiếc xe, tăng giảm đèn sáng tối của chiếc xe các bác nhá. Và ghế này đấy ạ, thì như em cũng đã nói là từ cái ghế trên cho đến ghế dưới là đều bằng chất liệu da xịn nguyên bản theo xe luôn. Và ghế vẫn còn khá là căng đẹp, đây, được bọc một cái áo ghế ở bên ngoài rồi. Đây, bọc một cái áo ghế bên ngoài rồi nha các bác nhá. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe này đang hoạt động bình thường. Về các bác mình không phải sửa, về các bác mình không phải mất tiền vào đâu nữa, đi luôn, dùng ngay thôi các bác nhá.
và máy số của chiếc xe này, của máy củ số của xe là vẫn còn zin. Và chiếc xe này cam kết cũng như là bảo hành cho các bác mình về chất lượng, cam kết về những vấn đề lỗi của chiếc xe như là tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích, về vấn đề pháp lý nữa các bác nhá. Bên em sẽ cam kết và đảm bảo cho các bác mình yên tâm, hoàn toàn yên tâm tuyệt đối đối với những chiếc xe mà bên em bán ra. Đấy. Từ những chiếc xe đời thấp cho đến những chiếc xe đời cao, từ những chiếc xe ít tiền cho đến những chiếc xe nhiều tiền. Như chiếc xe này đi ạ, các bác mình bỏ ra để mua nó chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi các bác nhá. Là toàn thể các bác đã có thể là mua rồi. Và cuối video em sẽ có một cái khoảng giá để cho các bác mình tham khảo. Và khi các bác mình đúng chân mẫu xe này, các bác xem xong mà các bác thấy chiếc xe này chất lượng phù hợp với mình, với gia đình mình, thì hãy alo trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại hotline là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 các bác nhá. Ba số đó là ba số Zalo, là ba số hotline và địa chỉ 90.2 Trường Chinh, đối diện 225 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác mình xem về một số những cái vị trí của chiếc xe để các bác thấy được cả độ đẹp của chiếc xe này như nào. Và đây là phần cánh cửa đầu tiên mà em quay các bác nhá. Cái keo chỉ này, cái gioăng cửa này, bu lông ốc vít này, lòng trong sơn xi rất sáng bóng này. Ở bốn tấm đi cánh cửa của xe đẹp đều như nhau hết, bằng nhựa, bằng da là kết hợp. Vị trí này bằng da này, chỗ này bằng da này, chỗ này bằng chất liệu nhựa các bác nhá. Đấy, những công tắc phím bấm của xe và những vị trí này cũng được thiết kế kiểu vân gỗ nhìn rất là sang đúng không ạ? Chỗ này có là loa check này, còn đây là phần vách cửa ở đây, khung gầm vách cửa xe không mục ngoặt, không han gì nha các bác. Và vị trí này được thiết kế có gì ạ? Có một cái bậc bệ bước lên bước xuống này. Rồi đây là phần vách cửa mà em đang quay cho các bác mình xem đây. Phần móc khóa của xe rất sáng nhá. Các bác nhìn xem rất là sáng này. Tem mác còn nguyên này. Đấy, bu lông ốc vít của xe chưa tháo và chưa vặn này. Vòi voi của xe là không bị dính sơn này các bác. Đấy. Ghế điện đây. Đây là những công tắc và bấm chỉnh ghế điện các bác nhá. Lên xuống, ngả nghiêng các kiểu, rất nhiều hướng luôn. Sàn mọc ra, lót thảm trải sàn ở trên nữa rồi các bác nhá. Phần táp lô cũng như là phần táp ly cánh cửa của xe còn rất là tươi mới và sạch đẹp. Đấy, không có vấn đề gì cả đây các bác xem. Đấy, không vấn đề gì cả nhá. Nội ngoại thất của xe rất là tươi tắn sạch sẽ. Được chưa ạ? Vâng, đây là phần khu vực người ngồi lái. Người ngồi lái em sẽ quay cho các bác mình xem trước. Và đây tiếp theo là cái phần cánh cửa nữa đây các bác nhìn này. Đấy, ok chưa? Đây, các bác nhìn xem nhá. Và đây, các bác nhìn xem nữa. Em đang quay chi tiết để cho các bác mình xem từng phần. Ok chưa? Những phần tay nắm cửa xe được thiết kế bằng chất liệu da, loại da xịn nguyên bản theo xe nhá. Các bác nhìn xem nó không bị rách, không bị sứt tí nào chỗ này cả đúng không ạ? Và đây bằng da này. Đấy, chỗ này là cái vị trí mà thì tay và lớp kính. Đấy, kính lên xuống rất là êm và nhẹ nhàng luôn các bác nhìn xem. Đây êm luôn nhá. Táp ly tức kính cửa chiếc xe là thường thường cái dòng xe này nó hay bị xước. Nhưng con này của em là chưa bị xước nhá. Đấy, nếu bị xước thì nhìn rất là xấu đúng không ạ? Con này em là chưa bị xước luôn. Đó, chủ xe trước đi rất là giữ gìn và cẩn thận đúng không ạ? Tất cả những cái phần lòng trong vách cửa khung sườn cứ đây em đang quay review cho các bác mình xem. Bột kèo zin các bác nhá, gioăng cửa đẹp. Bộ ghế này đấy ạ, là bộ ghế da xịn. Bác nào muốn giữ nguyên được cái bộ ghế da này thì mình lên để cái áo này các bác nhá. Còn bác nào không thích cái áo này mình có thể bỏ đi để qua được cái áo bên ngoài, củ bên ngoài thôi. Vâng, nội thất thì rộng rãi rồi. Đấy là cái phần tiếp theo em đang quay cho các bác xem. Đấy, lốp và la răng còn xe nữa đây các bác nhìn ra này. Đấy, đèn trước đèn sau đẹp nha các bác. Và thiết kế có những cái mắt kiểu đèn nét rất đẹp mắt luôn. Biển 99 tên tư nhân chính chủ người bên Bắc Linh các bác nhá. Bác nào muốn rút hồ sơ bên em hỗ trợ sang tên rút hồ sơ cho các bác, hoặc là bác nào mà giữ nguyên biển, muốn giữ nguyên biển này thì mình làm công chứng ủy quyền đi thôi, không phải sang tên làm gì tốn tiền đúng không ạ? Chiếc xe này của em nó là 4WD nghĩa là hai cầu các bác nhá. Túc sơn 2.0 và phía sau đây các bác thấy là có những mắt camera để mình lùi được an toàn hơn này. Gạt mưa này, đuôi gió này, đèn phanh này, đặt nắp ten này, rồi giá lóc kìa đầy đủ hết các bác nhá. Cốp của xe được ấn một cái nút công tắc điện ở đây. Và đây là phía sau cốp, các bác nhìn xem nó rất là rộng luôn, được đồ thoải mái các bác nhá, rất nhiều đồ vị trí này đủ luôn. Đấy các bác nhìn xem này. Đấy, khung sườn của xe là vẫn còn nguyên, chưa bị đâm đụng va chạm gì các bác nhá. Đấy, đèn tiếp theo đây, viền đèn cũng được ốp lốp. Kính của xe bọc dán xung quanh hết màu 3M màu đen rồi. Nước sơn của xe rất là mượt đúng không ạ? Tôn vỏ xe là không bị bá mát tít như là vỏ kêu lo con như này. Đấy, lốp nữa đây các bác ơi. Đấy, các bác nhìn nhá. Dòng xe cực kỳ an toàn và hiện đại, tiện nghi. Một giờ dòng xe thấy là rất đáng mua. Một dòng xe cực kỳ bền lành và tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Một dòng xe mà được giới xe ô tô mệnh danh nó là một trong những cái chiếc xe lôi lồng cối đá, đi rất là bền bỉ. Đây ạ, các bác nhìn xem cho em nhá.
Đây, tiếp theo các bác nhìn xem cho em nữa này. Đấy, từng phần từng vị trí một của chiếc xe em sẽ review làm sao quay chi tiết cho các bác xem. Các bác thấy hay nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với, xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều nhá. Ở chỗ này là loa nhá các bác, loa đây. Đây là tì tay và cái phần công tắc bấm tính điện. Và đây là cái phần cốp để đựng đồ. Đây, tì tay nắm bám đây các bác nhá. Đấy, khung sườn vách cửa đây, những con bu lông ốp vít đây các bác nhìn xem là chưa không có hiện tượng bị han hay là hoen hay gì cả các bác nhìn này. Đấy, đúng không? Đấy nha các bác. Ok chưa? Đấy, nội thất rất là sáng sạch. Cánh cửa đóng êm nhẹ bởi vì là không bị va chạm rồi, nên là cánh cửa xe rất là khít các bác nhìn xem, khe mép này, rất là khít đều đúng không ạ? Đây là lốc cao các bác. Chiếc xe rất là cao. Với chiều cao chiếc xe lên đến tầm khoảng sát 2m. Và tiếp theo cho em đây là cái phần cánh cửa này, các bác nhìn xem. Em cửa keo chỉ có thấy là vẫn còn đúng không ạ? Bốn cánh cửa xe cũng vẫn còn nguyên đẹp đúng không ạ? Và chủ trước dán thêm một cái đề can này để làm gì các bác biết không ạ? Để cho khi mình quẹt chân quẹt tay vào đây nó không bị xước. Đấy, rất cẩn thận luôn. Đây cũng vậy các bác nhá. Rất cẩn thận luôn. Chiếc xe này chia sẻ với các bác là bên em đổi được các bác nhá, đổi được. Anh ấy đổi sang chiếc xe đời cao hơn thì anh để lại cho em chiếc xe này. Đời cao hơn nhưng mà nó lại là dòng xe thấp, xe ngắn xe thấp đấy ạ, chứ không phải là dòng xe cao cao này các bác nhá. Táp lô dòng xe thế này em nhìn em rất là kết luôn các bác ạ, bởi vì là form dáng thiết kế phần nội thất rất đẹp mắt đúng không ạ? Bên đây là qua tu khiên toàn nha các bác. Chỗ này em thấy nó có một cái tay lắm để mình bấm nó được chắc chắn hơn, để cốp đồ nha các bác. Như vậy thì em review đến đây cũng là tương đối phần nội thất bên trong rồi. Còn bây giờ thì em sẽ đóng cửa lại và mời các bác xem hình thức bên ngoài xe nhá. Đây, hình thức bên ngoài đây các bác nhìn xem. Thân vỏ xe đẹp đều, căng đúng không ạ? Rất là căng luôn. Sơn suy bóng, thân vỏ đẹp, không có lỗi lệch lạc móp méo hay là sushi gì cả. Đây các bác nhìn nhá. Và bây giờ thì em quay gầm luôn này. Đấy, quay gầm ngay luôn cho các bác xem đây. Ở dưới đây có một cái tấm nhựa ốp bảo vệ dưới gầm các bác nhá. Gầm của xe là không có mòn. Tiếp theo đây em mời các bác xem sang bên đây rồi đến phần máy của xe. Xe bên em test cẩn thận rồi, kiểm tra cẩn thận rồi, cho nên là mình yên tâm, mình có thể kiểm tra thêm một lần nữa. Gần đây các bác nhá, các bác xem gần đây này. Chiếc xe đủ 2 cầu. Những mẫu xe này mà đi trên rừng rú hay mà đồi núi, những vùng leo đèo leo dốc thì quá là ok. Còn bác nào mà đi đồng bằng mình không thích đi 2 cầu thì mình tháo luôn một cầu ra, chỉ chạy có một cầu thôi thì nó tiết kiệm xăng hơn một chút các bác nhá. Đấy, em chia sẻ với bác như vậy. Đấy, sơn xe rất là bóng mượt. Chiếc xe này nếu mà đi ra ngoài đường thì nhiều người sẽ nghĩ đây là một chiếc xe nhiều tiền đắt giá đây, chiếc xe đời cao đây đúng không ạ? Không ai nghĩ đây là chiếc xe mà số tiền nó lại rẻ như vậy. Và đây là siêu thị ô tô Hải Dương có địa chỉ 90.2 Trường Chinh nhá. Bên em có mua bán và trao đổi xe, rồi hỗ trợ trả góp giao xe trên toàn quốc. Có đổi xe nha các bác nhá, có thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ và có vận chuyển xe đến tận nơi cho các bác mình bất cứ đâu toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển cho các bác mình mọi miền mọi tỉnh các bác nhá. Bây giờ thì tiếp theo là đến cái phần máy. Đây là máy của xe nha các bác nhìn xem này, máy ok nha các bác, máy sáng sạch đẹp, lỗ êm, máy số chất và vẫn còn zin, máy zin đấy ạ. Yên tâm về máy và số của chiếc xe này nha, tất cả chiếc xe bên em lấy về đều được kiểm tra hết rồi, các bác yên tâm về chất lượng máy và số, chất lượng toàn thể chất lượng xe các bác nhá. Cabo xe đây các bác nhìn xem là nó vẫn còn ok, cabo lì đẹp rồi. Những cái đèn này các bác thấy là đổi màu nhìn rất là hay. Đó, vâng, đây là toàn bộ tình trạng chất lượng của chiếc xe Hyundai Tucson 2010 này. Các bác quan tâm đến mẫu xe này alo trực tiếp thì bên em để chốt giá đẹp, chốt giá tốt, chốt mức tiền làm sao hợp nhất, yêu thương nhất cho mình nha các bác. Và số điện thoại em cũng đã cung cấp cho các bác rồi đúng không ạ? Và đây là bên trong, ở bên trong kia thì các bác thấy là rất là nhiều xe. Ở đây là có 2 hàng nhưng bên trong là có 4 hàng cơ các bác nhá. Bên ngoài em để 2 hàng, bên trong to hơn để 4 hàng liền. Ở chỗ này thì là cái văn phòng bên em này các bác này. Và con này mới về xong nhá, vừa về lúc nãy xong các bác ạ. Đấy, những thủ tục các bác mình cần lưu ý thì các bác mình cần biết thì các bác alo bên em. Đấy, giải đáp thì các bác alo nhá, xem thêm hình ảnh các bác kết nối Zalo bên em nhá. Đấy, và giá chiếc này thì thường thường bên em vẫn bán tầm khoảng 440-450 đây, thường thường khoảng đó. Bây giờ chốt giá như nào thì bác mình alo bên em đi để bên em chốt giá đẹp, thậm chí bớt sâu bớt nhiều cho bác mình cũng được luôn các bác nhá. Quan trọng các bác mình có thích có vào việc có ưng chiếc xe không đã, còn nếu mà ưng rồi thì cứ alo để bên em chốt giá đẹp đẹp nhất thị trường luôn các bác nhá. Được, vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.